Bà con khỏe không bà con ơi? Bữa nay em quay trở lại miền Đông. Hôm nay rất là nhiều bà con cũng đặt về câu hỏi về chương trình cũng như là về Willow Farm. Bà con hỏi em là khi nào tạo mầm và cái điều kiện để tạo mầm cây sầu riêng ra bông sao? Thì tại sao chúng ta tạo mầm? Thì mục đích của chúng ta là chúng ta làm cho đồng lọt cây chúng ta. Nếu như chúng ta không có tạo mầm, chúng ta không làm đồng lọt thì nó ra lọt sọt là điều đương nhiên. Thì lúc đó chúng ta chăm sóc nó cũng cực nha bà con. Và bán thì nó cũng lọt sọt nữa. Chăm sóc đặc biệt là cực cây sầu riêng là chúng ta phải làm đồng lọt nha bà con. Thì hôm nay chúng ta đang đứng trước cái cây sầu riêng Thái. Cây sầu riêng này là chủ vườn nói là cũng 4 năm rồi. Chắc là em nghĩ rằng hơn 4 năm tại thấy nó cũng có cái độ già rồi bà con. Thì cây sầu riêng trước khi làm bông làm trái là bà con chúng ta phải đủ tuổi. Thường thường thì đủ tuổi thì các anh em hay cho là 3 tuổi rưỡi là bà con chúng ta ép làm bông. Cây 4 năm thì quá là tuyệt vời rồi, chúng ta sẽ đi vào cái quy trình làm bông được. Và cái điều kiện thứ hai là cái lá của chúng ta phải đủ lá, cái cơ đọt của chúng ta phải đủ cơ đọt nha bà con. Thì bà con chúng ta thấy rằng là toàn bộ ở bên ngoài cái cây này là cái cơi cuối cùng của cái cơi ba, là đã cái lá cuối cùng của cơi ba chứ, nó đã mở hoàn toàn và gần như là nó đã già lá. Đã già lá. Và bà con chúng ta có thể quan sát một chút xíu vòng chỗ đây cho bà con chúng ta xem. Thì cái bộ lá của chúng ta nó già và nó cứng lá trước khi làm bông. Bà con chúng ta nhớ là kết thúc cái mùa mưa thì nó hay có cái việc là kết thúc cái mùa mưa là bà con chúng ta cũng biết rằng là nó có hay gặp cái tình trạng là cây nó hay dễ bị áp lực của những cái mùa mưa, những cái cơn gió. Thì trong cái giai đoạn mùa mưa á, bà con chúng ta hay phun cái rổ combi tạo đỏ này để giúp cho cây chúng ta năng lượng, tăng năng lượng. Và trước khi làm bông là cây phải khỏe, phải hết nấm bệnh thì bà con chúng ta tưới tiến trùng, phun nấm bệnh. Và bà con chúng ta có thể bổ sung thêm cái rổ combi tạo đỏ này. Cái rổ combi tạo đỏ này là một dạng phân bón trung vi lượng để làm gì? Để giúp cho cái bộ lá chúng ta nó dày cái lá hơn. Trong cái quá trình làm bông với cái áp lực của việc chúng ta xiết nước, có nghĩa là chúng ta không tưới nước cho bà con, với việc chúng ta phun các cái dạng phân bón kali cao, lăn cao, thì nó sẽ rất là dễ làm tổn thương cái bộ lá của chúng ta. Thế nên trước khi làm bông là cây phải khỏe, hết nấm bệnh là điều đương nhiên. Cái thứ hai, chúng ta phải bổ sung cái trung vi lượng ở cái dạng mà hữu cơ như thế này, được chiết xuất từ tạo đỏ hữu cơ 100%. Thì trong này nó có phân bón vi lượng, bà con chúng ta cũng biết rằng là phân bón vi lượng là nó giúp cho cây chúng ta tăng cái sự kháng thể. Cái thứ hai nữa là làm cho dày lá và cứng cáp cái thành tế bào cho bà con. Lúc đó thì cây chúng ta sẽ bước vào cái quy trình làm bông là an toàn nhất, yên tâm nhất. Thì bà con chúng ta cũng lưu ý thêm là cái cây của chúng ta, cái phân bón trung vi lượng cây nó cần ít nha, cây nó cần rất là ít nhưng mà nó phải cần. Thì vậy thì một chai một lít như thế này, chúng ta pha cho 800 lít nước đến 1000 lít nước, chúng ta phun quanh tán lá trong thân cây hết nha bà con. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp tục về cái quy trình làm bông. Thì quên nữa, để nhắc cho bà con chúng ta nhớ luôn. Rồi trước khi làm bông là chúng ta nói về rồi combi, rồi nói về về cái nấm bệnh. Thêm một cái vấn đề nữa là đối tượng này là khá là bà con chúng ta cần quan tâm. Rầy thì chúng ta giờ chúng ta không cần quan tâm nữa, nhưng mà chúng ta quan tâm là nhện đỏ nha bà con. Tại vì kết thúc mùa mưa, bước vào cái giai đoạn mà nắng trở lại là nhện đỏ nó rất là nhiều. Và nhện nó ưa nắng, bà con chúng ta lưu ý nha. Thì chúng ta phun rồi combi, chúng ta có thể pha cái thuốc nhện đỏ, bà con phun nhớ cái điều đó, chứ không là nhện đỏ nó phá banh cái lá già. Lá non nó không có phá nhưng mà nó phá cái lá già. Cái lá già là cái nhiệm vụ rất là quan trọng cực kỳ trong cái giai đoạn mà giữ được bông, giữ được trái, nuôi được trái hay không. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói tiếp về cái quy trình làm bông. Cái vườn này là cách đây một tuần là mình đã cho tưới cái sô lăng. Và cái sô lăng của Willow Farm là bà con chúng ta cũng hay nghe cái tên là Bạch Long Nano Xanh. Đó, cái tên nghe giống cái tên mà Bạch Công Tử đó bà con. À, chắc là anh chủ công ty hồi xưa vừa anh coi phim Tây Du Ký. Bạch Long Nano Xanh là một cái dạng phân bón dạng có lăng cao ở dạng hữu hiệu, và ngoài ra nó có hàm lượng kẽm 15.000 ppm ở trong này nữa, và có thêm một phần kali nhỏ nữa nha bà con, để mà giúp cho cái cây của chúng ta nó hấp thụ và hấp thụ lăng hữu hiệu để đưa lên cho cái quá trình chúng ta ủ mầm bông. Và bà con chúng ta thêm luôn, hồi xưa giờ bà con chúng ta là rải lăng thì cộng thêm kali. Nhiệm vụ của kali là gì? Là để nó khống chế lại cái hàm lượng đạm tự do cũng như là đạm tồn dư ở trong đất, cũng như là trong cái quá trình mà làm bông á, thì chính thằng kali nó sẽ giúp cho cái bộ rễ chúng ta đứng lại và không cho cái đạm đưa lên ở trên đầu đọt. Và đưa lên đầu đọt thì nó sẽ đi đọt, thì bà con chúng ta cũng biết rồi, không sinh ra GA3. Chính cái già lá nhanh này
Cái già lá nhanh này là kali sinh phát nha bà con nha. Kali sinh phát rất là hữu hiệu để hỗ trợ cho cái việc cái cây chúng ta nó hấp thụ và đưa lên trên cái cây chúng ta, vừa đứng đọt và vừa già lá. Và trong đây có hàm lượng kẽm nữa thì nó giúp cho cái cây chúng ta tăng cái kháng thể cực kỳ nữa nha bà con. Vậy thì chúng ta pha một cái xô bạch long nano xanh này, chúng ta pha 20kg này, chúng ta pha với 8kg già lá nhanh, chúng ta pha cho 4.000 lít nước. Bà con pha cho 4.000 lít nước thì 4.000 lít nước chúng ta tưới được 80 đến 100 cây. Để ví dụ như là 40 lít nước một cây thì chúng ta tưới được 100 cây, mà 50 lít nước một cây thì chúng ta tưới được 80 cây, tùy theo cái tán cây lớn nhỏ. À, bà con chúng ta lưu ý ha. Vậy thì cái vườn này đã tưới rồi nha bà con, đã tưới cách đây một tuần, đã khoảng 6 ngày 7 ngày gì đó thì cho một tuần nha bà con. Rồi bà con chúng ta cũng lưu ý thêm, trước khi làm bông làm trái là bà con chúng ta phải cắt cỏ cho nó trống ra, chúng ta phải dọn cho nó trống ra. À, cho nó trống ra để làm gì? Để chúng ta giảm đi cái độ ẩm và tăng lên cái sự nóng cho đất chúng ta, tạo một cái sự mà sốc và tạo cái sự khô hạn cho cái cây chúng ta bắt đầu ủ mầm bông nhanh hơn. Đó, bà con chúng ta cũng lưu ý thêm một phần đó. Vậy thì hôm nay với cái lá như thế này, bà con chúng ta quan sát với cái bộ lá như thế này, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái quy trình là ủ mầm bông, khó lá, già lá, chặn đọt cử đầu tiên. Và chúng ta sẽ pha thuốc gì đây? À, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái già lá nữa. Rồi, 1kg già lá nhanh nha bà con. Một chai thiên hương nano xanh. Thiên hương nano xanh là nó có vai trò chặn đọt và ở dạng hóc môn nha bà con. À, không phải hóa chất nên chúng ta cũng yên tâm khi sử dụng. Và chúng ta sử dụng nửa ký kho lá, nửa ký thôi nha bà con. Này em cầm 1kg và 2kg thằng bông, thì chúng ta sẽ pha như thế này. 2kg thằng bông, nửa ký kho lá, một chai thiên hương nano xanh, một chai già lá rất nhanh, chúng ta pha cho 300 đến 400 lít nước. Với là trung bình thì bà con chúng ta nhìn thấy cây của mình mà ví dụ như lá nó còn non quá, nó tơ quá, nó mở cái cơi lá ra nhưng mà nó còn tơ quá, nó còn cái độ xanh như xanh chuối, xanh rít á, thì bà con chúng ta có thể là phun 300. Còn nếu như bà con chúng ta thấy lá như vậy rồi, lá nó mở cái bảng ra mà nó xanh, cái đậu đậm hơn nó đậm như vậy rồi, thì bà con chúng ta pha cho 400 lít nước. Ok ha bà con ha. Rồi chúng ta sẽ phun cái cách phun này nha bà con, chúng ta pha, chúng ta phun. Và bà con phun là bà con đứng giống như em vậy nè, đứng đây là bà con không phun trực diện vào ở đây, chúng ta cầm cái dòi và chúng ta sẽ phun chéo. Mục đích của chúng ta là phun chéo là để làm gì? Để làm già lá đứng đọt và ủ mầm bông. À, chúng ta phun là chúng ta phun cho cái cử này để cho nó già lá nó đứng đọt ở bên ngoài cho cái cơi ba. Bà con không phun trực tiếp vào, đứng đối diện và không phun vậy này. Thật ra là có nhiều bà con chúng ta phun trực tiếp vào vậy á thì cũng được chứ không được, nhưng mà mình nói bà con này, phun trực tiếp vào thứ nhất là nó hao thuốc. Cái điều đấy là đương nhiên. Cái thứ hai nữa là chúng ta phun trực tiếp vào á thì nó sẽ làm già lá lăn cao bà con. Nó già lá của cái cơi một nó nằm ở trong thì nó sẽ rụng lá chân. À, đó là cái kỹ thuật bà con chúng ta phun chéo dài, nó sẽ tiết kiệm được cái lượng thuốc. Thì bà con chúng ta đi giống như em này, đứng dài ha, phun phủ trên kia là chúng ta phun là nó rớt xuống là nó ở trên cái đầu đọt rồi, chúng ta phun chéo vậy, đi chéo vòng tròn vậy. Thì bà con phun, mà bà con phun chéo cái vòng tròn đi hết một vòng để bà con, rồi sau bà con chúng ta quan sát nó ướt điều gì thôi. Còn ví dụ như bà con phun một vòng vậy mà bà con nhìn vô này nó chưa ướt á, thì bà con có thể lật một phát nữa là bà con phun một vòng nữa thôi. Còn không thì bà con phun một vòng cũng được nha. Chúng ta sẽ đứng như thế này. Đã đứng trực diện như thế này. Muốn phun bên kia là bà con đứng bên này, phun chéo qua. Đấy, cầm bây giờ phun chéo qua, mục đích là chúng ta làm già lá bên ngoài. Còn ở bên trong thì bà con chúng ta cũng có thể hỏi mình một cái này rất là quan trọng, khi nào cắt cành bơi. Đấy, vậy thì còn ở bên trong, trước khi chúng ta phun cái cử một mà em vừa nói đó, thì chúng ta sẽ cử một mà đây nè bà con. Thì chúng ta sẽ cắt cành bơi trước đó một ngày hoặc hai ngày. Và nếu như vườn của bà con mà nó nhiều quá, rộng quá, thì trước khi mà chúng ta, có nghĩa là trước đó chúng ta có thể ấn định là mình tưới cái xô lăng thì vài ngày sau mình có thể bấm cành bơi cũng được nữa nha bà con. Tại vì tùy theo vườn bà con, vườn của bà con 100 cây hay là 200 cây một hecta thì nó dễ, nhưng có những vườn 20 hecta 30 hecta thì bà con chúng ta có thể lưu ý là trong cái giai đoạn mà tưới xô lăng là bắt đầu bà con chúng ta có thể tỉa cành bơi. Đó là bà con chúng ta linh động. Rồi
bà con chúng ta sẽ bước vào ở bên trong, bà con chúng ta sẽ thấy cành bơi ha. Là trước chiều nay, nếu chiều nay á, nếu vườn này có ít cây thôi, vườn này là có 300-400 cây thôi, thì bây giờ là đã cho công, đã cho công cắt hết cành bơi này. Còn cái cây này là mình kêu giữ lại, nhưng mà giờ nó cũng còn ít thôi. Thì mình nói bà con chúng ta giữ lại để em quay video cho bà con chúng ta xem á. Thì bà con chúng ta lưu ý luôn nha, cắt cành bơi là bà con cầm cái má kéo, là bà con để sát ở đây, bà con nhớ nha, bà con để sát ở đây và bà con bấm, bà con bấm sát nó rớt luôn. Bà con đừng có bấm mà bấm dài, cầm mấy kéo bấm dài á, đi dài là bà con thấy nó lòi ra khúc không? Đấy, lòi ra khúc như thế này thì bà con chúng ta sau này tạo mầm bông nó rất là dễ ra bông lá ở cái khu vực này. Đấy, nó còn non quá thì bà con chúng ta bấm là bấm sát cái da luôn. Và trong cái quá trình bấm á, bà con chúng ta thấy này có những cái cành hồi xưa giờ bà con mà bấm chưa được á, bà con chúng ta chịu khó dọn luôn ha. Cái nào lòi ra cứ để cái má kéo, quan trọng nhất là cái má kéo này bà con phải để nó áp sát vào trong đây. Đấy, bà con để áp sát vào đây, bà con chúng ta dọn. Đây này bà con chúng ta thấy này, đây là bà con chúng ta nhìn thấy này, đây hồi xưa anh tính quay sát cho bà con chúng ta thấy, nó có lòi ra một khúc này bà con, thì nó sẽ lọt ra cái lá. Đấy, bà con chúng ta nhớ nha, cái kỹ thuật cắt cái này nó một cái chi tiết cực kỳ nhỏ thôi nhưng nó rất là quan trọng. Bà con thấy lá không? Đó, tạo mầm ra nó ra bông lá không á. Bà con chúng ta phải bấm sát luôn, rớt luôn cái mầm cũ đi. Rồi, và ở bên đây cũng vậy, bà con chúng ta bấm. Bà con chúng ta cũng lưu ý là chúng ta không bấm quá nhiều ở bên ngoài, tại vì khi mà chúng ta tạo mầm á, là chúng ta phun á, nó sẽ rớt lá. Mà chúng ta còn bấm quá nhiều ở bên ngoài là không được, nên là chúng ta chỉ bấm cành bơi ở những vị trí mà khi mà chúng ta bấm cái cành bơi như thế này này, sau này á, nó sẽ ra bông. Nó ra bông rất là dễ ở những cái vị trí chúng ta đã bấm cành bơi nha, bà con chúng ta nhớ nha. Ở bên ngoài bà con không cần bấm nữa, ở bên ngoài là chúng ta để nha bà con. Tại vì khi mà trong quá trình làm bông làm trái chúng ta phun là nó, chúng ta tạo mầm chúng ta xiết nước là nó phải có hiện tượng rụng lá đó. Cái điều đó là điều đương nhiên, chúng ta không phải tránh khỏi được đâu. Nhưng bà con chúng ta cũng đừng hoang mang, làm lần đầu thấy rụng lá quá trời quá đất thì bà con chúng ta sợ hen. Cái việc đó là chúng ta phải trải qua. Cái thứ hai nữa, trong cái quá trình xiết nước thì mình cũng nói với bà con luôn nha, nếu như trong trường hợp xiết nước mà nó bị nắng dữ quá, áp lực nắng đất, vùng đất của chúng ta nó bị khô, ví dụ như ở vùng Bình Dương này, vùng Củ Chi này, vùng Tây Ninh này là nó có pha cát một chút xíu, thì những cái vùng đất đó bà con chịu khó quan sát cái cây của mình. Nếu như trong cái trường hợp mà đất của mình nó khô quá, nó cứng cáp, nó khô quá, nó kiểu như khô, nó nứt nẻ quá, thì bà con chịu khó là tưới xương nhẹ lại giùm em nha. Bà con tưới xương lại nhẹ lại giùm em, bà con nhớ cái chỗ đó nha. Tưới xương nhẹ để làm gì? Tưới xương nhẹ lại để cho giúp cho cây nó có cái độ ẩm để cây nó không có bị suy kiệt quá. Mình đừng có ép nó dữ quá nha bà con. Chúng ta làm thuận thì chúng ta cứ làm sao mục tiêu của chúng ta cuối cùng là phải già lá đứng đọt ở bên ngoài và chúng ta ủ mầm bông. Rồi, thì bây giờ chúng ta cắt cái cành bơi như thế này rồi đó, thì mình phun cái cửa một là bên ngoài rồi, ở bên trong mình sẽ phun như thế nào bà con? Chúng ta phun từ ở trên, chúng ta ướt hết những cái cành như thế này. Chúng ta phun ướt hết, chờ một xíu em trèo lên sẵn ha, trèo lên luôn ha. Rồi bà con chúng ta phun ướt hết những cái cành, ướt hết những cái dạ cành cái như thế này, bà con phun ướt ha. Rồi ở trong cái mặt trong của cái lá này, bà con phun xương ở trong một cái cho nó ướt, nó có một cái hơi một chút nữa là ok, là được rồi nha bà con. Rồi ở trên này nè bà con, nếu mà bà con chỉnh được cái dòi á, bà con chỉnh được cái dòi á thì bà con chúng ta, bà con chỉnh được cái giò thì bà con phun ướt cái dạ trên luôn, ướt cái dạ trên luôn. Và thêm một cái bí quyết nữa thì từ từ em tỉa chỗ này rồi em nói cho bà con chúng ta xem ha. Chờ em chút em tiễn. Cái này nó cũng cực kỳ quan trọng trong cái quá trình chúng ta tiễn, chúng ta làm bông. Cái này cực kỳ quan trọng. Này là tốt nhất là cắt. Bà con đừng làm biến lấy tay vuốt nha. Bà con chúng ta cắt cho nó sát hết. Đấy, cắt sát hết như vậy đó. Những cái cành nó nhỏ dài chứ năm trước nó cũng có mấy trái, cắt hết những cành bơi, những cái u bên cái nào, cái này ha, cái này không cắt, để cái đấy để tí nữa cắt, để lấy cái cưa cắt. Rồi mình cứ mình dọn trước đây rồi tí nữa tính sau. Hai cái cành này nó sát quá này đúng không, mà cành nó sát quá tên mà để trái nhiều quá nó xè ra. Rồi tiếp theo là chúng ta tới khúc này rồi hen. Bà con chúng ta mới khúc này là thấy là em làm cái video nó cũng hơi dài nhưng mà con cũng thông cảm, trong cái quá trình làm bông làm trái thì phải chi tiết. Và cái khúc này, tới cái khúc này rồi, bà con chúng ta nhìn thấy ở trong thân cây nó ướt không đó, cái này nó mới quan trọng nè. Tại cái chỗ tạo mầm á
bà con chúng ta thường hay nghe nói là phun thuốc là sáng sớm hoặc là chiều mát ha. Bà con chúng ta cũng biết rằng là thứ nhất á, là nó đỡ áp lực của cái thời tiết nắng gắt quá, thì nếu mà mình phun nó nắng gắt quá thì cũng không được. Mà chúng ta phun á, mà sáng sớm mà trong cái thân như thế này, bà con chúng ta thấy trong thân như thế này, bà con chúng ta thấy trong cành không? Nó còn ướt rất rõ. Là xưa cái cuốn này nó có này anh Tính, cái cuốn này cuốn trái này ha, chỗ vườn cắt chưa hết á, thu hoạch xong là cái vườn này là cái cây này là mùa trước năm trước là gần 60 trái, còn cuốn quá trời luôn. Anh lấy cái tay anh thấy giùm em trèo lên trái được không? Cái em kéo em bấm luôn chỗ đây cho bà con bấm này. Rồi dọn ha. Nói chung là chúng ta phải làm sao mà cái cách tốt nhất là để chúng ta dọn hết cho nó sạch hết những cái cách này. Cái này làm nó lâu đấy bà con, nhưng mà chúng ta làm kỹ thì nó như thế này nó cũng đỡ cây mình sau này bệnh. Tiết này nó cũng có một phần mấy cua bông gió nó ra nè. Đấy, có bông gió rồi đó, nhưng mà nó mưa cái nó bị đen bông. Rồi, cái thân cái cành bà con thấy nó ướt không? Đây, bà con chúng ta lưu ý. Nếu như chúng ta có thời gian á, là chúng ta chờ những cái cành này nè, nó khô và nó ráo nước hết, thì chúng ta phun, thì cái thuốc của chúng ta nó sẽ hấp thụ vào, nó hiệu quả hơn. Nó không có bị lõng này, cái này nó no nước này. Đó, mọi người chúng ta thấy nó no nước, nó bị ướt. Mình rồi cầm cái tay, bà con thấy cầm cái tay này, đó, nó no nước trong này nè. Cái da của cái cây buổi sáng ngày hôm qua trời nó có thể là có mưa, có một cơn mưa rất là lớn. Thế là bà con chúng ta lưu ý là làm sao làm, coi cái thời tiết, dự báo thời tiết. Thí dụ như á, chiều hôm nay, tối hôm nay nó không mưa thì chiều nay mình phun. Đó, còn không á, là mình canh làm sao cái da của cái cây này, cái da của cái cành này nó không còn ướt nữa, gọi là khô ráo cái cành, để bà con phun. Nhớ bà con phun thuốc là để nó hấp thụ. Tại vì á, nước mà nó còn no, mà gọi là no nước giống như mình á, không? Mình mà ví dụ như anh nào mà anh kêu vô làm lon bia mà mới uống 3 ly trà đá thì vô mình uống nó cũng không có ngon lành vậy. À, cái kiểu như vậy có nghĩa là nó đang thật là mình trước khi mình ăn cơm á, mà ông nào cũng dợn cho mình 3 cái ly trà đá thì mình cũng ăn không nổi. Đó là bà con chúng ta lưu ý là đừng để cái cây nó no nước ở trên cái thân cây này, đừng có để nó no nước, là nó có nước đó bà con, giờ nó khô nó thoát được cái hơi nước ra thì chúng ta phun là tuyệt vời nhất. Đã là một trong những cái cách mà bà con chúng ta, khi mà bà con chúng ta phun tạo mầm. Một cái video này á, là nó cũng chưa đầy đủ cả một cái quy trình. Bước ra ngoài thì hay quay cho bà con chúng ta xem cái bộ lá này ha. Cái video này nó chưa là cả một cái quy trình, nhưng nếu bà con chúng ta cần làm việc với Willow Farm thì Willow Farm có cái thông tin nằm trên màn hình đó, thì các bạn chuyên viên tư vấn ở tổ tư vấn á, sẽ kết nối với bà con và tạo một cái nhóm Zalo xong rồi á, thì chúng ta sẽ kết nối với các ở trong nhóm đó có anh em kỹ thuật, có các bạn chuyên viên, có cả quý bà con luôn. Thì bà con chúng ta sẽ chụp hình cái hiện trạng của cái vườn của bà con, chụp giống như vậy đưa lên, cái cây của ta như vậy thì bây giờ làm sao anh em, cái cây của tôi như vậy, thì các anh em sẽ bắt đầu là đưa cho bà con chúng ta cái giải pháp hợp lý ha. Chụp dưới cái cây, chụp cái vườn của mình tình trạng cỏ ra làm sao, thì tất cả mọi thứ chúng ta sẽ làm việc rất là dễ dàng, giống như chúng ta đang ở trên vườn luôn, giống như chúng ta đang giám sát mà quan sát, giống như là em là trợ lý của bà con vậy đó. Thực ra thì bà con chúng ta mua sản phẩm của công ty cũng được, không mua sản phẩm cũng không sao hết. Các anh em sẵn sàng, mọi người sẵn sàng chia sẻ cho bà con chúng ta với một cái kiến thức mà biết gì chúng ta hiểu nấy, thì chúng ta sẽ chỉ cho bà con chúng ta tường tận hết nha bà con nha. Bà con chúng ta, mục tiêu cuối cùng và mục tiêu của chúng ta là đưa cái bộ lá này về ở cái vị trí là già. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào, anh camera anh sẽ bước vào, ví dụ như bà con chúng ta nhìn thấy cái lá của chúng ta đang ở cái cử này, chúng ta lên cử 1 ha, hoặc là nó trước đấy cũng được không sao hết. Thì bà con chúng ta, mục tiêu cuối cùng là chúng ta đưa những cái lá này nè, cái lá này nó về cái vị trí xanh đậm như thế này. Đã, khi mà chúng ta cầm cái lá mà chúng ta cầm cái lá, chúng ta bẻ một cái nó kêu cái cốp nha bà con, lắng nghe tiếng gió reo không, tiếng gì đó. Nhưng mà cái đó là chúng ta cần như ta bẻ vậy thôi, nhưng mà thực ra là chúng ta nhìn vô chúng ta cũng biết liền luôn. Chúng ta biết liền luôn, chúng ta nhìn vô là cái lá cuối cùng, mình đưa cái mục tiêu cuối cùng là cái đọt này nó phải quéo lại, nó quéo lại ăn.
Đây cái đọt này là đi Cali với thằng Bạch Long Nano Xanh là đọt nó đi không nổi rồi nè. Nhưng mà đừng có ý nó, tại nó dứt một cơn mưa, hai cơn mưa. Trong cái chuyện chúng ta làm bông mình nó có vài cơn mưa bất chợt là bình thường nha bà con. Cái chuyện đó xảy ra thường niên luôn, năm nào cũng có chứ không phải là năm nay nó mới có đâu. Nó đây là cái đọt nó đứng nè, bà con thấy nó quéo nó đứng cái đọt luôn ha. Thì cái mục tiêu cuối cùng là đọt đứng, cái mục tiêu tiếp theo là lá ngoài đây nó phải xanh như thế này là chúng ta đã thấy thành công, là yên tâm là một phần nào đó cây chúng ta nó sẽ ra bông và ra bông rất là khỏe, lúc đó thì ra bông sẽ khỏe. Còn trường hợp mà lá chúng ta nó còn non, nó còn xanh, nó ra những cái bông, những mấy cua, những cái lọt sọt như vậy, thực ra là đó là người ta gọi là bông gió đó bà con. Thế nên là bà con chúng ta cũng lưu ý mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải làm được cho nó ra bông, nhưng mà chúng ta phải làm bằng cách nào cho cây nó khỏe, cho cây nó vững. Thì tất cả những cái dòng sản phẩm nãy giờ em có review cho bà con chúng ta trên cái video này, nó hơi dài dòng một chút xíu về cái video nhưng mà nó cũng khá về chi tiết. Nó là một trong những cái dòng sản phẩm mà chúng ta ức chế sinh trưởng bằng hóc môn, chúng ta tạo mầm bằng lăng và kali hữu hiệu ở dạng hữu cơ, ở một cái dạng nano, nên cây chúng ta nó sẽ khỏe. Thì cái vườn này đã cũng từng review cho bà con chúng ta một cái mùa vụ năm 2024. Chúng ta sẽ tiếp theo trong mùa vụ 2025 chúng ta sẽ chờ kết quả nha bà con nha. Làm bông làm trái nó có rất là nhiều cái áp lực nha bà con. Những cái áp lực thì bà con chúng ta sẽ bắt đầu là theo dõi những cái video tiếp theo. Còn bây giờ mình nhấn mạnh cho bà con chúng ta, có nhiều bà con chúng ta hỏi mình là sầu riêng ri xấu và sầu riêng Thái thì cái nào làm dễ hơn, làm bông dễ hơn. Thực ra thì nói từ dễ nó là chúng ta để cho nó có một cái tinh thần thôi, chứ thực ra không có nào dễ hết. Cái sầu riêng Thái ra bông rất là nhanh, ra bông cực kỳ nhanh và bông rổ rất là nhanh, nhưng để giữ được trái nó sâu sổ nhị đó là cái câu chuyện kỹ thuật. Lúc đó chúng ta phải cần phải chặn đọt. Thì cái phương pháp làm của Willow Farm đó là chúng ta sau khi sổ nhị là chúng ta chặn đọt đến bước cuối cùng luôn, khi nào tiền nó về tài khoản thì lúc đó chúng ta mới gọi là về đích an toàn nha bà con. Còn bây giờ thì trân trọng kính chào bà con và chúc cho bà con chúng ta một ngày thật sự tốt lành. Chúc bà con chúng ta vạn sự bình an, chúc cho bà con chúng ta sức khỏe. Và bà con chúng ta cần về tư vấn kỹ thuật thì xin mời bà con chúng ta có thể kết nối những cái dòng thông tin ở dưới màn hình này. Còn bây giờ thì bye bye bà con, bye bye. Chúc 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 bùm.